Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, hỏng hết xe tao rồi. Ôi trời ơi, xe của người yêu tôi. Để em. Không phải do tôi, do hai người đâm vào tôi cơ mà. À, là cái thằng học giỏi nhất lớp à? May là hỏng xe tao rồi. Để đi. Tôi có làm gì đâu. Rõ ràng là cậu đâm thẳng vào tôi. Tôi không bắt đèn cậu thì thôi chứ. Thế cậu có biết xe của anh lắp bao nhiêu tiền không hả? Tôi cái gì mà tôi? Đưa 50 triệu đây, để giám đốc của tôi đi sửa xe. Cái gì mà 50 triệu? Rõ ràng là lỗi của cậu ta, chứ không phải lỗi của tôi đâu. Thôi em, nhìn thằng này giống loại có tiền lắm à? Hôm nay nhá, tao tha cho mày một mạng. Mà ai bảo mày đến đây? Thì tôi mới nhận bằng tốt nghiệp. Nhiên bảo hôm nay họp lớp nên tôi đến. Bây giờ cậu mới tốt nghiệp á? Tôi tưởng cậu học giỏi lắm cơ mà. Cậu có biết bây giờ anh Long đang làm giám đốc rồi không? Thôi, cái loại mà không sinh ra ở vạch đích như nó á thì phải bò từ từ đến đích thôi. Này anh, có khi mình về hưu rồi anh ta mới đến đích đấy chứ. Này, cái mặt mày mà đòi họp lớp chung với bọn tao á, mày đừng có mơ. Này, hai cậu đang làm gì đấy? Lớp trưởng mới tới à? Thương xót cho cậu ta à? Sao không làm đôi bạn cùng tiến? Cậu lấy bằng từ bao giờ rồi mà bây giờ anh ta mới lấy bằng? Bạn cũng tốt quá nhở. Dương là người có chí tiến thủ. Nếu như các cậu không hiểu thì đừng có tùy tiện coi thường người khác như vậy. Tôi nói cậu nghe này. Vừa nãy thằng này nó đi con xe ghẻ của nó đâm hỏng ô tô của tôi rồi. Lớp trưởng Yên xử lý thế nào đây? Không phải như thế đâu. Tôi đang ngồi ở trên xe thì cậu ấy đâm thẳng vào xe của tớ. Thế cậu có làm sao không? Tớ không sao, chỉ bị đau chân chút thôi. Các cậu quá đáng thế. Ỷ mình đi ô tô mà bắt nạt cậu ấy à? Cậu không tận mắt chứng kiến, sao bây giờ cậu ra đây bênh vực một thằng nghèo hèn như hắn? Cậu là lớp trưởng mà không có não à? Nhìn là biết quả này không có tiền rồi. Hay là lớp trưởng đèn thay nó đi. 50 triệu phí sơn sửa lại xe thôi. Tôi không việc gì phải đền cho cậu cả. Dù sao cũng là do cậu ức hiếp người khác mà. Ấy, cậu nói buồn cười. Tôi đường đường là một giám đốc của một công ty mà tôi lại phải đi ức hiếp cái thằng khốn xe cao ôm này á? Cậu bị sao đây? Tôi mời các cậu đến đây là để họp lớp, chứ không phải là đi bắt nạt người khác. Này, bọn này không thèm họp lớp với cái loại này nhá. Mất hết cả thể diện. Tôi nói này, nếu mà có nó thì không có bọn tôi. Còn nếu muốn tiếp bọn tôi thì không có nó. Được. Vậy tôi nghĩ các cậu họp lớp một mình đi. Chúng tôi cũng không có nhu cầu họp lớp chung với các cậu. Nhiên, cậu nói thế là sao? Bọn họ như vậy, tớ cũng không muốn họp lớp chung nữa. Chúng ta đi thôi. Tôi không họp lớp nữa. Không, đi thôi. Cậu đau lắm không? Tớ cũng đỡ rồi. Cậu có like được không đấy? Tớ like được. Cậu đội mũ vào nhé. Tớ cảm ơn. À, lớp trưởng đi bộ à? Chúng nó cùng hạng với nhau mà anh. Hạ đẳng y như nhau, chả bao giờ khá lên được. Thôi kệ chúng nó, mình vào trong đi, xem mấy đứa lớp mình chúng nó làm nên hồn vía gì không. Đi. Cả lớp mình á, chắc chỉ có mỗi anh là giám đốc thôi, chứ chúng nó chả được cái tích sự gì cả. Ngay cả lớp trưởng cũng chả ra cái thể thống gì. Chát. Cậu dạo này sao rồi? Tớ nghe nói cậu mới lấy bằng thạc sĩ à? Ừ, tớ đợi mãi mới lấy được bằng đấy. Cậu giỏi thật đấy, chúc mừng nhá. Bây giờ cậu có bằng giỏi như vậy, chắc chắn là nhiều công ty lớn sẽ mời cậu về làm việc. Cảm ơn cậu đã luôn đối tốt với tớ. Có gì đâu mà khách sáo. Tớ tin là nhất định cậu sẽ thành công. Thế dạo này cậu sao rồi? À, tớ đang làm thư ký cho công ty PJ. Nói chung là áp lực lắm, nhưng mà tớ thấy ổn. Thế còn tình trạng hôn nhân của cậu thì sao? Hôn nhân cái gì, tớ lo cho bản thân tớ còn chưa xong đây này. Tớ nghĩ là tớ sẽ ổn định sự nghiệp của tớ đã, rồi tính cái chuyện ấy sau. Thế có nghĩa là cậu chưa có bạn trai à? Ừ, tầm này tớ chưa có nhu cầu nghĩ đến chuyện yêu đương. Cậu sao thế? À, không, không có gì đâu. Thế chắc cậu có bạn gái rồi đúng không? À, không không, tớ chưa có, tớ cũng chưa quen ai cả. Thì tớ cũng chỉ hỏi thăm thôi, sao cậu căng thẳng thế? Chắc là tại lâu không gặp nên tớ hơi hồi hộp. À, công ty của tớ đang tới vị trí giám đốc đấy. Cậu có muốn nộp hồ sơ không? À không.
Tớ có định hướng riêng rồi. Cảm ơn cậu. Thế thôi vậy. Cậu uống nước đi. Giám đốc ạ. À vâng, em đến công ty ABA rồi. Sếp cứ yên tâm, em sẽ thuyết trình dự án công ty mình một cách tốt nhất ạ. Dạ vâng ạ. Dạ em chào sếp. Ồ, ai đây? Nhìn như lớp trưởng lớp 12 A6 ấy nhở? Hóa ra lớp trưởng lại là thư ký riêng của giám đốc công ty PJ à? Tưởng là người lạ, hóa ra lại là người dưng. Một thư ký giám đốc của một công ty nhỏ bé. Cậu nghĩ gì mà có thể thắng được dự án lần này với công ty tôi? Vậy à? Thế nhưng tôi lại nghĩ dự án lần này của công ty tôi sẽ khiến cho công ty của cậu tâm phục khẩu phục đấy. Nói hay lắm. Đúng là ngựa non háo đá. Để xem một lát nữa lớp trưởng của chúng ta sẽ làm gì nhá. Này, để tôi nói cho cậu biết nhá. Chủ tịch của công ty chúng tôi là chỗ thân tình với chủ tịch ABA. Thật ra hôm nay chúng tôi đến đây ý, cũng chỉ cho có lệ thôi. Chứ hợp đồng chắc được ngầm ký kết từ lâu rồi. Kìa em, thiên cơ bất khả lộ. Em nói thế khác gì bảo lớp trưởng của chúng ta tự thấy khó mà lui nhờ. Ừ, thế nếu mà muốn nhục nhã ê chề thì cứ vào đi, chúng tôi nhường đấy. Cậu làm cái gì đấy? Tôi xin lỗi nhá, tại đôi giày của tôi trơn quá. Em làm sao thế nhở? Lớp trưởng của chúng ta còn phải vào gặp chủ tịch ABA. Bây giờ em làm như thế này thì khác gì làm khó cho lớp trưởng đâu. Ừ, thế tôi xin lỗi, được chưa? Trên thương trường, chúng ta cạnh tranh nhau công bằng. Các cậu đừng giở mấy cái trò bẩn thỉu này nữa, không hay đâu. Đấy, nghe lớp trưởng nói chưa? Bây giờ em đưa lớp trưởng đi mua một bộ quần áo mới. Chứ bây giờ lớp trưởng còn phải vào gặp chủ tịch ABA, ăn mặc ướt át thế này á, mất mặt lắm. Thì đi, tôi sẽ mua cho cậu một bộ đồ hiệu nhá. Tôi không cần. Ơ này, vẫn vào à? Không thấy xấu hổ à? Vào xem kịch hay thôi. Eo ơi, ướt hết quần áo rồi kia kìa. Đừng có bảo với tôi là cậu mặc cái bộ này lên thuyết trình đấy nhá. Cậu thôi đi. Ơ kìa, bạn bè với nhau, quan tâm một tí thôi, làm gì mà tỏ thái độ đấy. Đúng rồi đấy, cùng là con gái với nhau, tôi lo lắng cho cậu một tí thôi. Nếu mà cậu cảm thấy không thích ý, thì thôi. Cậu cẩn thận không bị cảm lạnh đấy. Khoác tạm cái áo của tớ vào. Cảm ơn cậu. Mà cậu làm ở đây à? Chúc mừng cậu nhá. Cũng bất ngờ đấy. Thế là cuối cùng mày được đi làm giống bọn tao rồi à? Cóc ghẻ thì vẫn là cóc ghẻ thôi. Dù cậu có khoác trên mình cái bộ đồ phết kia đi chăng nữa thì cũng không che được cái sự rẻ rách của cậu đâu. Các cậu nói hay lắm. Thôi, nói nhiều làm gì. Mày là nhân viên mới của công ty này đúng không? Khôn hồn á thì gọi chủ tịch mày ra đây nói chuyện với tao. Thời gian của bọn tao là vàng là bạc ấy. Mày hiểu chưa? Tiếc thật. Chủ tịch bảo hai người về đi. Ngày hôm nay công ty ABA sẽ ký hợp đồng với công ty PJ, do cô Nhiên đại diện thôi. Ơ, cậu nói thật á? Tớ đã bao giờ nói dối cậu đâu. Chúng mày bị ảo tưởng sức mạnh à? Chúng mày ở dưới đáy xã hội lâu quá nên bị mắc bệnh hoang tưởng à? Dạ, thưa chủ tịch, đồ chủ tịch cần em đã chuẩn bị xong rồi ạ. Ừ. Em đưa cô Nhiên đi thay trang phục giúp anh nhé. Dạ. Dương, cậu là... Thưa chị, anh Dương là chủ tịch công ty ABA đấy ạ. Em mời chị lên phòng thay đồ. Vâng. Anh ta là chủ tịch công ty ABA á? Hay là anh ta diễn cho oai thôi? Anh cũng không biết. Nhưng mà trông giống thật lắm. Nếu mà thật thì mình chết chắc. Thế nào? Bây giờ hai người tự về hay là để tôi gọi bảo vệ tiễn hai người về? Ấy, bạn tôi làm chủ tịch lúc nào mà tôi lại không biết chứ. Có gì tôi xin lỗi nhá.
Tôi thất lễ quá, mong bạn bỏ qua cho tôi. Bụng dạ tôi thì vốn không hẹp hòi, nhưng hai người đã đi quá giới hạn của tôi rồi. Bọn tớ làm sao mà biết giới hạn của cậu là gì. Nhưng mà cậu là chủ của một công ty lớn như thế này, chắc là công tư phân minh lắm, đúng không? Đúng. Công tư phân minh. Cậu để tình mối nhân duyên giữa hai công ty chúng ta, cậu bỏ qua cho tôi nhé. Mối thân tình giữa bố tôi và chủ tịch Hiếu, sếp của cậu, tôi vẫn nhớ. Nhưng tôi không cho phép bất cứ ai được sỉ nhục người yêu của mình. Cậu hiểu chưa? Đừng nói với tôi là Nhiên... Đúng. Tôi đã thầm yêu cô ấy từ hồi trung học. Nhưng mà bây giờ tôi mới dám tự tin để nói với cô ấy. Dương, cậu nói thật á? Tớ đã nói rồi, tớ chưa bao giờ nói dối cậu cả. Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé. Tớ đồng ý. Hết thật rồi. Phen này về chủ tịch giết mình mất. Anh phải làm thế nào bây giờ? Đi về nhận lỗi với chủ tịch, chứ ở đây mang thêm nhục ra. Bọn họ sẽ không bị công ty đuổi việc chứ? Kệ bọn họ đi, anh không quan tâm nữa. Những người như bọn họ thì nên có những bài học như thế này để họ tỉnh ngộ và thay đổi. Mà thôi, mình bàn chuyện chúng mình đã nhé. Chuyện gì ạ? Thế em không định ký hợp đồng mà? À, có chứ ạ. Em ngồi đi. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Mai xem nào.